vị khán giả đã có mặt tại sân khấu của Đồ Lưu Thư Sài Gòn Tân Thời lời chào trân trọng nhất nha. Mỗi ngày một chủ đề với nhiều hình thức được thể hiện từ mỗi cá nhân, tạo nên một điểm đến hấp dẫn cho người dân và du khách vào mỗi dịp cuối tuần. Có thể nói là chỉnh chu mọi thứ, họ đầu tư rất là kỹ lưỡng, một cách để truyền bá về cho mọi người, cho những khách du lịch và nhiều người ở nước ngoài giống như em có thể biết đến về Việt Nam nhiều hơn hả? Để Lô Tô trở thành một nét đặc trưng như một trò chơi dân gian truyền thống, thay đổi suy nghĩ của người tìm đến, mỗi người trong đoàn Lô Tô Sài Gòn Tân Thời đã phải tự thay đổi chính mình, từ nhận thức đến cả những hành động. Không đơn thuần như là dưới quê mình chỉ hát và kêu con số, và trên đây phải có như là chủ đề Dancing All Night là mình phải học nhảy, bắt buộc mình phải học nhảy. Rồi những chủ đề như là cải lương hậu quảng, bắt buộc mình phải đi học cải lương. Nhưng theo đó là Nhã Vi là cái dòng nhạc trẻ, nhưng mà Nhã Vi phải đi học cải lương đó, cho nên Nhã Vi được rèn luyện ở Sài Gòn, Sài Gòn Tân Thời rất là nhiều thứ. Chọn cách thay đổi và phải chuyên nghiệp để tạo sự khác biệt, truyền đi những thông điệp ý nghĩa về văn hóa, mong muốn đưa hình ảnh Lô Tô Việt Nam ra với thế giới là những nỗ lực mà gần 30 con người của đoàn đang cố gắng từng ngày. Trả về được giá trị đúng của Lô Tô, đó là một trò chơi văn hóa dân gian, mà điều đó là chắc có lẽ là gần đây trước khi mà đoàn thành lập thì nó đã dần mất và người ta coi Lô Tô trở nên là một loại hình cờ bạc nhiều hơn. Và quan trọng nhất là chúng tôi rất là yêu mến Lô Tô và muốn mang cho Lô Tô một cái màu áo mới, và từ đó thì người nghệ sĩ chuyển giới cũng sẽ được nhờ hơn, được phải nói là được thay đổi mình hơn rất là nhiều. Đây cũng là đoàn Lô Tô duy nhất của Việt Nam có những chuyến lưu diễn tại nước ngoài và nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả trong và ngoài nước. Và để Lô Tô được biết đến nhiều hơn nữa, tới đây đoàn sẽ có thêm các dự án mà ở đó bất kỳ ai cũng có thể cùng tham gia, không chỉ tạo nên một sân chơi lành mạnh mà còn có những ý nghĩa xã hội sâu sắc.